đứng nó nhẹ người đỡ đau khớp là một, nằm nó đỡ tức cái ngực nó đỡ khó thở đó. Nó khỏe nhiều lắm đó. Và cái thì ví dụ như mình không lấy ra, mình phải chấp nhận cái bụng nó suốt đời. Cách nào mà nó liên quan là thứ nhất là thở khó này, đau các khớp này, suy van tĩnh mạch này, tăng nguy cơ cao huyết áp này, tiểu đường, đột quỵ, suy tim. Cho nên cái bụng nó là một bệnh. Lấy ra là lấy bệnh ra. Rồi bây giờ em đúng rồi, bây giờ em nhìn của mình này, bác sĩ lấy bệnh ra cho em nhé. Chứ phải lấy mỡ nữa ha. Đó, nhìn cái bụng em không? Nhìn qua này, nhìn này, đó, một lần ngắm cho cái hình nghiêng, hình nghiêng thôi. Đó, trời ơi, đắp mỡ ha. Đó, 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 lấy này là phải lấy mỡ, lấy bệnh mình ra ha. Nhẹ cái người. Nhiều người cứ kêu cứ ôm cái bụng ấy, đi lấy làm gì, nhưng mà ôm mình là người khổ dài cổ à, đi đứng nó nặng nề, nó giống như mấy con ếch mà đi không nổi, tội nghiệp. Tập thể dục em đi còn nổi, em đau chân nữa rồi tập thể dục em đi khoảng 10 phút là em thở không nổi hả? Mở sống này mà em đi 10 phút thôi là em thở không nổi rồi, nói tập thể dục không rồi.